Võ Thần Chúa Tể Thuyết Minh tập 1202-1203 Xuất hiện trước nhất, tự nhiên là cực kính đan đế, Long Bá Thiên chờ một đám cường giả, nhìn đến đây vô số cường giả sau đó, Long Bá Thiên bọn người ánh mắt lập tức động lại, lấy ánh mắt của bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra công tôn triết đám người không đơn giản, mà ở nhìn thấy tầng trần sau đó, Long Bá Thiên bọn người lại lần nữa sững sờ, dựa vào. Tiểu tử này lúc nào thông qua khảo nghiệm, vậy mà so với bọn hắn mấy cái đều nhanh, phải biết cái kia Huyễn Cảnh cực kỳ đáng sợ, cho dù là mấy người bọn hắn cũng thiếu chút trầm luân trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Tần Trần lại so với bọn hắn đều nhanh, chẳng lẽ nói người này thực lực lại so với bọn hắn đều lợi hại sao? Có thế chợt khi nhìn đến Tha Nguyên Canh mấy người sau đó, Long Bá Thiên mấy người trong nháy mắt lại hiểu được, Tần Trần có lẽ là lấy được nội tình gì mới có thể nhanh như vậy thông qua khảo nghiệm, đã như thế đám người nhưng là an tâm xuống, đảo mắt nhìn lại, phát hiện trên sân đã thông qua được không thiếu võ giả, trừ bọn họ bên ngoài, bao quát giao càng khôn, vinh thành các bọn người, cũng đều nhao nhao xuất hiện, mà theo hào quang lóe lên. Huyển ma tông chủ và hờ vừa giờ ma quân mấy người cũng thông qua được khảo nghiệm, nhìn thấy Tần Trần, hờ vừa giờ ma quân ánh mắt lập tức cả kinh, nhưng phát hiện Tần Trần đồng thời không có gì cử động sau đó, lúc này mới hơi quyết tâm tới, cẩn thận một chút quan sát đến bốn phía, chỉ cần tần trần không bại lộ thân phận của nó, vậy nó liền không sợ cái gì, chư vị cũng là cái này thiên lôi thành đỉnh cấp thế lực cao thủ. Long bá thiên mấy người vừa xuất hiện, ánh mắt liền trong nháy mắt rơi vào công tôn triết trên thân đám người, hai phe thế lực người ánh mắt va chạm, tràn thượng bầu không khí lập tức trở nên vô cùng quỷ dị, Lư Tử An cũng thông qua được thảo hạch, đầu tiên là đối với tần trần thi lễ một cái, sau đó nhanh chóng cướp đến rồi thiên lôi thành một bên, nhưng lúc này đã không có người chú ý hắn. Cho dù là phía trước nói còn muốn hỏi Lư Tử An chuyện đã xảy ra tư hám thiên cũng không nhìn Lư Tử An một mắt, mà là dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xem Long Bá Thiên bọn người, bá khí, đây là Long Bá Thiên bọn người cho bọn hắn ấn tượng đầu tiên, cho dù là nhìn ra bọn hắn đám người kia thực lực, có thế Long Bá Thiên ánh mắt của mấy người bên trong vẫn như cũ mang theo thần cao cao tại thượng sắc. Phản Phất Đế Vương đang trông xuống thần tử, ngạo nghễ bá đạo, chúng ta chính là, chư vị chính là các đại thế lực cường giả a. Có thể nhìn thấy chư vị, thật sự là vô cùng vinh hạnh. Công Tôn Triết cùng chớ Dung hội trưởng bọn người liếc nhau, tiến lên trước một bước nói, đừng nói nhảm, lão thân cũng không công phu cùng chư vị tự giao tình, nói một chút đi, chư vị tới ở đây đã thời gian rất lâu. Mong rằng đối với này cũng cực kỳ biết, nơi đây đến tột cùng là chuyện gì xảy ra chư vị vì cái gì chờ ở chỗ này nhiều ngày như vậy, mà cũng không tiếp tục tìm tòi. Chẳng lẽ cũng có vấn đề gì? Thượng quan cổ phong đi lên liền lạnh nhạt nói, cao cao tại thượng, công tôn triết bọn người ánh mắt phát lạnh, trong lòng phẫn nộ, lại không phát tác, chỉ là chấp tay nói, các hạ là. Lão thân thượng quan cổ phong. Thượng quan cổ phong ngạo nghễ nói, tê. Công tôn triết bọn người hít một hơi lãnh khí, phiêu miểu cung uy danh, cho dù là bọn hắn những ngày này lôi thành đỉnh cấp thế lực cũng phải vì đó động dung trong lòng sợ hãi tần trần thời khắc chú ý đấu vũ hội chớ dung hội trưởng quả nhiên thấy chớ dung hội trưởng đáy mắt có một đạo tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất mặc dù cực kỳ nhỏ nhưng vẫn là bị hắn bén nhạy bắt được quả nhiên có vấn đề tần trần trong lòng lạnh lẽo lại không có nói rõ nguyên lai là thượng quan cổ phong tiền bối chúng ta chưa từng xâm nhập tìm tòi cũng không phải là cố ý các chư vị mà là bị kẹt ở nơi đây, không cách nào đi tới. Công tôn triết cười khổ nói, kẹt. Không ít người nhìn về phía công tôn triết bọn người. Trước mắt hơn 20 người, cũng là võ đế cao thủ, đỉnh phong võ đế đều có gần hai tay số, còn lại cơ hồ cũng là cự phách võ đế cao thủ, muốn nói có thể ngăn cản bọn hắn, nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi. Công tôn triết cũng không có tiếp tục thừa nước đục thả câu, cười khổ nói, chư vị đều thấy trước mắt cái này 18 cây cột, này trụ trải qua chúng ta nghiên cứu. Là một cái cực kỳ đặc thù đại trận, cần bất đồng đỉnh cấp tinh huyết mới có thể mở ra, một căn thạch trụ cần một loại tinh huyết mà chúng ta liên hợp lại, mới chỉ là có thể kích hoạt trong đó 6 cái cây cột mà thôi. Cái gì? Còn có chuyện này, đám người nhao nhao nhìn lại, quả nhiên phát hiện những cây cột này hết sức đặc thù, hiện lên một loại kỳ lạ trận thế hơn nữa trong đó sáu căn thạch trụ phía trên, còn có sáu cái huyết sắc thủ ấn, thủ ấn oánh oánh phát sáng, tản mát ra khí tức thần bí, tầng trần rốt cuộc minh bạch được, khó trách thiên lôi thành rất nhiều cao thủ không có tiếp tục thâm nhập sâu, hơn nữa đem tin tức truyền bá ra, không phải là không muốn, mà là không thể, nơi đây, hẳn là nắm giữ một loại nào đó khảo hạch. Đây là một loại cấm chế, tầng trần cũng không lạ lẫm, tại rất nhiều bên trong bí cảnh đều có cần đạt đến mức độ nhất định mới có thể kích hoạt, tỉ như cổ lo lắng giới, nhất định phải võ đế phía dưới cao thủ mới có thể tiến nhập, đây chính là một loại hạn chế, chẳng qua là đối với thực lực thượng hạng hạn chế, mà 18 căn thạch trụ, chắc đúng tu vi hạng cuối có hạn chế. Nhất thiết phải đạt đến một loại nào đó trình độ mới có thể mở ra, mà chỉ dựa vào thiên lôi thành cường giả, căn bản là không có cách khởi động cái này hạn chế bất quá bất luận cái gì đối với giới thực lực hạng tiến hành hạn chế bí cảnh, cũng là cực kỳ nguy hiểm dù sao, so với cổ lo lắng giới, thiên ma bí cảnh loại thiết trí này thượng hạng bí cảnh, thường thường còn đáng sợ hơn bên trên rất nhiều. Điều này cũng làm cho tần trần càng thêm cảnh giác lên, các đại thế lực bên này, tự nhiên là lầu mực ra sân, hắn đi tới 18 căn thạch trụ phía trước, trong nháy mắt kích hoạt lên 7 tuyển đấu thiên tinh nghi bao phủ lại trong đó một căn thạch trụ, lập tức trên trụ đá hiện lên từng đạo tối tâm cấm chế, bảy tuyền đấu thiên tinh nghi. Một bên mà trận các tư hám thiên thấy cảnh này. Lập tức giật mình lên tiếng, dẫn tới công tôn triết ánh mắt của mấy người, tư hám thiên đem bảy tuyền đấu thiên tinh nghi công hiệu giải thích một phen sau đó, đều chua chắc nói, nếu là có bảo vệ này, chúng ta có lẽ căn bản không cần đến bị nhốt ở đây lâu như vậy. Đương nhiên hắn cũng liền thuận miệng nói một chút, hắn mặc dù cũng là chính cấp trận pháp đại sư, thiên lôi thành mà trận các các chủ. Nhưng cùng uy chấn thiên hạ khí điện hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh, luận đơn thể thực lực, hắn có lẽ còn có thể cùng lầu mực tiến hành giao phong, thậm chí phân cao thấp, nhưng luận tại trận đạo tầm mắt cùng bảo vật bên trên, hắn người tán tu này so với lầu mực cái này khí điện dòng chính trận pháp sư nhưng là kém cách xa vạn dặm, không sai, đây cũng là một loại nào đó dùng tinh huyết kích hoạt trận thế. Lầu mực quan sát ước chừng một canh giờ, lúc này mới thu hồi bảy tuyền đấu thiên tinh nghi, nhẹ nhàng thở hắt ra, ngưng giọng nói, cái này khiến tư hám thiên càng thêm buồn bực, hắn trước đây thế nhưng là bị nhốt mấy ngày sau, mới phân tích ra cái này 18 căn thạch trụ tác dụng, đã như vậy, vậy còn chờ gì? Long bá thiên chỉ vào trong đám người một cái cự phách võ đế lạnh lùng nói, ngươi, đi xoa tinh huyết. Hắn trực tiếp hạ lệnh, để người khác tiến lên, người kia trong lòng cả kinh, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, Tiền bối, ta như thế nào? Không muốn. Long Bá Thiên Âm trầm đạo, nở rộ hàng ý, người kia sắc mặt khó coi, vội vàng nhìn về phía Công không Tôn triết nhướng mày, đạo, các hạ, đá này trụ đối với lưu lại tinh huyết người có yêu cầu, cũng không phải là bất luận cái gì võ đế tinh huyết đều hữu dụng, nếu không phải lão phu không lường được sai, muốn lưu lại tinh huyết người, nhất định phải là đỉnh phong võ đế, bằng không chúng ta sao lại chờ tới bây giờ? Hừ. Long mổ làm việc cần phải các ngươi quản sao. Long bá thiên kinh thường hướng về phía công tôn triết nói câu. Lại lần nữa dẫn tới thiên lôi thành cường giả phẫn nộ, Long bá thiên tự nhiên cũng đoán được đá này trụ ác hẳn có chỗ yêu cầu, nhưng mà, ai biết phía trên này có vấn đề hay không, ngược lại trước hết để cho người khác thí nghiệm một chút lại không chuyện, trước mắt bao người, người kia không có cách nào, đi tới nhất căn thạch trụ phía trước, vạch phá bàn tay. Ngưng luyện ra tinh huyết, ấn đi lên, thạch trụ không nhúc nhích, không có nửa điểm động tĩnh, thật đúng là như thế. Long bá thiên mắt sáng lên, lần này, hắn thật không có khiến người khác đi lên, mà là tự mình tới đến rồi thạch trụ tiền, vạch phá bàn tay, tiện tay đem tiên huyết thoa lên đi, thạch trụ vẫn không có nửa điểm động tĩnh. một cái thiên lôi thành cường giả cao mày nói, nhất thiết phải dùng tinh huyết mới hữu hiệu. Lão phu làm việc cần phải ngươi tới dạy. Lãi nhãi, tự tìm cái chết. Long bá thiên sắc mặt phát lạnh, một chưởng vỗ ra, ầm ầm, lập tức một đầu chân long hư ảnh gào thét mà ra, lao thẳng tới cường giả kia, cường giả kia cũng là một cái cự phách võ đế, nhưng ở long bá thiên nhất kích phía dưới, tâm thần hải nhiên, vậy mà không thể động đậy, mắt thấy cái kia thật long muốn oanh trúng hắn. Công tôn triết thân hình thoát một cái, một chưởng vỗ tới, ầm ầm. Biết tai tiếng oanh minh vang lên, công tôn triết sắc mặt trắng nhật, lùi lại tới một bước mà cái kia thật long hư ảnh cũng bị hắn oanh bạo ra hắn lập tức hoảng hốt một chiêu phía dưới hắn đã cảm nhận được long bá thiên cái kia giống như đại dương thực lực đáng sợ ông tổ nhà họ long quả nhiên đáng sợ mà khác thiên lôi thành cao thủ cũng đều nhao nhao giật mình long bá thiên tiện tay nhất kích lại oanh thiên tuần biết công tôn triết hội trưởng lùi lại một bước cái này khiến thiên lôi thành cao thủ đều sắc mặt cực kỳ khó coi tại loại này đoạt bảo chi địa ai có thể chiếm thượng phong người đó liền có thể thu được càng nhiều lợi ích tại đại lục cao cấp nhất các đại thế lực phía trước. Bọn hắn còn có thể có đoạt được bảo vật cơ hội sao, Long bá thiên nhất kích không trúng, cũng không có tiếp tục tiến công, chỉ là hướng về phía công tôn triết cười lạnh nói, có thể ngăn cản bản tọa một trưởng, ngươi cũng coi là một cái nhân vật, nhưng mà, lần này chỉ là một cái cảnh cáo, nếu lại lãi nhãi, liền đừng trách bản tọa không khách khí. Công tôn triết sắc mặt tái xanh, chỉ là chắp tay một cái không có trả lời rất nhiều thiên lôi thành cường giả trong lòng trầm trọng đều là tức giận không thôi long bá thiên nhanh lên a cực kính đang đế lạnh trên một tiếng hắn không muốn làm cái gì tranh đấu chỉ muốn mau chóng nhìn thấy bảo vật long bá thiên không nói gì lại lần nữa ngưng luyện tinh huyết đưa bàn tay ấn đi lên ông lần này toàn bộ thạch trụ đột nhiên bột phát ra hắc quang chói mắt đem tất cả mọi người sợ hết hồn sau đó thạch trụ khôi phục bình tĩnh đồng thời phía dưới cột đá một cái thủ ấn đã khắc ở phía trên chính là long bá thiên tây ấn cực kính đan đế bọn hắn thấy thế cũng nhao nhao đi tới thạch trụ tiền hôn lên thủ ấn ong 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 một cây trăng thạch trụ nhao nhao nổ bắn ra tia sáng khoáng đạt khí thế tăng mạnh đang cắt cực kính đan đế khí điện lầu mực ẩn trong khói môn chữ hoa hàng huyết mạch thánh địa khâu bột thuần phiêu miểu cung thượng quan cổ phong lại thêm long bá thiên kết hợp thiên lôi thành lục đại thế lực người cầm quyền, nhiều người như vậy liên thủ, lại cũng chỉ là kích hoạt lên 12 cây cây cột, còn kém 6 cái, đám người nhướng mày. Cái này cũng kém nhiều lắm, các ngươi tất cả lên, từng cái đi thử. Long bá thiên ánh mắt trầm xuống, hướng về phía sau lưng vô số cường giả lạnh giọng nói, những võ giả này cũng đều nhao nhao tiến lên, nhưng lại không một người có thế kích hoạt nhất căn thạch trụ, cho dù là cự phách võ đế cũng giống vậy, đây là tự nhiên, dù sao thiên lôi thành hơn 20 tên trong cường giả. Cũng không ít cử phách võ đế, nhưng ngoại trừ công tôn triết sáu người bên ngoài, những người khác không một có thế kích hoạt nhất căn thạch trụ, lần này phiền toái, nhìn xem chưa từng kích hoạt sáu căn thạch trụ, tất cả mọi người sắc mặt khó coi, bởi vì về sau liền lư tử an cùng phùng khang sao đều thử qua, cho dù là lấy bọn hắn đỉnh phong võ đế tu vi, cũng không cách nào kích hoạt thạch trụ, chẳng lẽ đại gia còn phải chờ xuống, chờ sau đó một đợt cao thủ đến đây, cái này cần đợi đến lúc nào, các hạ còn không có lưu lại thủ ấn A. Đột nhiên, ánh mắt mọi người tập trung vào dao càng khôn, bởi vì dao càng khôn còn không có thử qua, dao càng khôn mắt liếc tầng trần, nhìn thấy tầng trần gật gật đầu, thân hình thoát một cái, đi tới trong đó nhất căn thạch trụ phía trước. Xoa tinh huyết, ông, lại nhất căn thạch trụ bị kích hoạt, còn kém năm cái, thượng quan cổ phong, bên cạnh ngươi vị hắc y nhân này, tự hồ còn không có ra tay đi. Lúc này Tần Trần đột nhiên mở miệng, đám người sững sờ, nhao nhao nhìn sang, đúng vậy a, à, Phiêu Miểu cung lần này phái ra hai vị cao thủ, ngoại trừ thượng quan Cổ Phong còn có một tên người áo đen, người áo đen kia còn không có ra tay đâu. Thượng quan Cổ Phong biến sắc, nàng rất rõ ràng, bên người nàng người áo đen là Thôn Thiên Ma quân, kỳ thực là dị ma tộc cao thủ, nàng sở dĩ không có nhường Thông Thiên Ma quân ra tay, là sợ sẽ dẫn phát thạch trụ tình huống đặc biệt nhưng tại trước mắt loại tình huống này nàng cũng không biện pháp thượng quan đại nhân để cho ta tới thử một lần a à, thông thiên ma quân cũng biết tránh không khỏi đi tới nhất căn thạch trụ phía trước xuề bàn tay ra ông lập tức thạch trụ tỏa sáng cùng những người khác không có gì khác biệt rất nhanh yếu ớt xuống lưu lại một cái huyết thủ ấn thông thiên ma quân cùng thượng quan cổ phong không khỏi nhẹ nhàng thở ra nhưng còn kém bốn cái ta tới a à, lúc này tần trần đi ra phía trước hắn mọi người thấy tần trần đi lên trước. Nhao nhao ngây ngẩn cả người, gia hỏa này còn trẻ như vậy, có thể chứ, kẻ này thế mà không có bị đáy vực mặt môn tất hồng vũ giết chết. Long bá thiên nhìn thấy tần trần, cũng không khỏi sửng sờ, mà chớ dung hội trưởng càng là phát ra cười lạnh một tiếng, trước mắt bao người, tần trần đi tới thạch trụ tiền, nhấn lên thủ ấn, hắn mặc dù không từng đạt đến đỉnh phong võ đế tu vi, nhưng hắn vẫn tự tin chính mình hẳn là có thể kích hoạt nhất căn thạch trụ. Ông, quả nhiên, thạch trụ trong nháy mắt sáng lên, dẫn tới mọi người ồn ào, thượng quan cổ phong bọn người không khỏi ánh mắt ngưng lại, nhao nhao nhìn về phía tầng trần, nhưng lần này trong ánh mắt, lại tăng thêm thêm vài phần nghi ngờ ý vị, phải biết, phía trước cổ kiếm trang chủ phùng thang sao bực này đỉnh phong võ đế đều không thể kích hoạt nhất căn thạch trụ. Mà tầng trần lại kích hoạt lên một cây, cái này rất có thể nói rõ một vài thứ còn kém ba căn thạch trụ không có kích hoạt, thượng quan cổ phong bọn người trong lòng cảm giác nặng nề, 18 căn thạch trụ, dù là chỉ kém một cây, cũng là cái vấn đề, huống chi còn kém ba cây, chư vị có năng lực chịu đựng đều thử một chút, không cần bản thiếu nói thêm nữa a. À. Nếu không, bản thiếu sẽ phải nhường chư vị từng cái lên đi thử. Tần Trần đột nhiên lạnh lùng mở miệng, nhìn về phía hờ vừa giờ ma quân mấy người, mẹ nó hờ vừa giờ ma quân cùng ma lệ trong lòng phiền muộn vốn còn muốn ẩn tàng nhưng nhìn thấy tần trần cảnh cáo ánh mắt chỉ có thể đi tới đạo ta thử xem ngoại trừ hai người huyễn ma tông chủ cũng biết chính mình ẩn tàng không nổi nữa cũng đi ra đạo ta cũng thử một chút ba người đều tự tìm chuẩn nhất căn thạch trụ nhấn bên trên tinh huyết ông 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 ba căn thạch trụ đồng thời phát sáng hào quang ngút trời dựa vào thành công. Đám người mắt trợn tròn, khó có thể tin, hừ, nghĩ không ra ở đây còn ẩn tàng mấy người cao thủ. Thượng quan cổ phong mấy người hừ lạnh, ánh mắt nở rộ hàng ý. Như không phải là bởi vì đá này trụ khảo thí, bọn hắn còn không biết sẽ bị lừa bịp tới khi nào, quanh, bây giờ, 18 căn thạch trụ đồng thời phát sáng, ánh sáng chói mắt sông thẳng bầu trời, chui vào trong hư không, cực kính đang đế ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một đạo quang mang, đạo, Tới. trước mắt bao người một bộ kinh người vô tận thiên không phía trên vô số ánh sao lấp lánh hội tụ đi ra những thứ này tinh quang cấp tốc ngưng kết cùng một chỗ tại vô tận thiên không bên trong chậm rãi nổi lên một mảnh cuồn cuộn kiến trúc đó là tầng trần mắt sắc, sông đồng chợt co lên chỉ thấy cái kia phiến kiến trúc nguy nga cao vút ở chân trời đình đài lầu cát vàng son lộng lẫy đúng là bọn họ phía trước tại không gian phong ấn ngoại giới thấy cái kia một tòa bảo điện cung điện rõ ràng lộ ra tại mọi người trước mắt, phóng ra rộng rãi hào quang, tê. Tất cả mọi người đều hít một hơi lãnh khí, thần sắc kích động, trung động đạo, bảo điện. Giờ khắc này, không người không kích động, cơ thể đều đang run rẩy, bọn hắn liều chết xâm nhập không gian này phong ấn mục đích là cái gì? Còn không phải bởi vì tại không gian phong ấn bên ngoài thấy được thánh tinh cùng bảo điện. Có thế sau khi đi vào. Nhưng là như thế một mảnh nguy cơ trùng trùng ma địa, trong lòng thất lạc mà nghĩ mà biết, nhưng bây giờ, trước mắt cung điện kia rõ ràng lộ ra tại tất cả mọi người trước mắt, nhưng tất cả mọi người hiểu rõ ra, cái này bảo điện càng là thật sự, ha ha ha, quả nhiên là bảo điện. Quá tốt rồi, ta liền nói, đất này nguy hiểm trọng trọng, sao lại không có bảo vật tồn tại. Nghĩ đến bảo vật đều ở đây trên đỉnh đầu bên trong vùng cung điện kia. Hắc hắc, bảo điện đều xuất hiện, thánh tinh còn có thể xa sao đủ loại âm thanh kích động bên tai không dứt đừng vội cao hứng chư vị cũng đừng quên phía trước tại không gian phong ấn bên ngoài thấy được bảo điện có thế sau khi đi vào không có gì cả ai biết trước mắt vật này là không phải huyễn thuật lời vừa nói ra đám người nhao nhao bị dại ra đúng vậy a à, bọn hắn thật vất vả xông qua tế đàn tự nhiên sẽ hiểu nơi này huyễn thuật rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ vạn nhất bọn hắn thấy là ảo giác làm sao bây giờ đám người trận to tròng mắt từng cái vuốt mắt muốn nhìn rõ trước mắt bảo điện, đến cùng có phải hay không ảo giác, vẫn là chân thực tồn tại. Cái này xem xét, Lầu Mực đột nhiên cau mày nói, tòa này bảo điện tại hạ xuống. Không cần hắn nói, đám người cũng đều phát hiện, cái này bảo điện lúc trước còn rất xa, nhưng hôm nay lại so phía trước đã lớn không thiếu, đang không ngừng tới gần tất cả mọi người, ừ ực. Tất cả mọi người nuốt ngụm nước miếng, chỉ cần bảo điện rơi xuống, cái kia đến cùng có phải hay không huyễn thuật tự nhiên nhất thanh nhị sở. Ầm ầm, vô tận hào quang nở rộ, tiếng ầm ầm oanh minh, cuồn cuộn bảo điện xa xa hạ xuống, cho người ta vô tận rung động, cái này muốn như thế nào cường đại thủ đoạn mới có thể làm được, thần hồ kỳ kỹ, mọi người tại đây đều là đến từ đại lục các đại thế lực, tầm mắt tự nhiên lạ thường, nhưng suy nghĩ sâu sắc sau đó, nhưng biết rõ lấy bây giờ vũ vực các đại thế lực thực lực. Cho dù là liên thủ, cũng chưa chắc có thế bố trí bực này to lớn chi tượng, đám người sợ hãi tháng phục bên trong, bảo điện hướng về đám người che đậy xuống, rơi thẳng hướng cái kia 18 căn thạch trụ, uy áp đáng sợ chấn động đến mức tâm thần mọi người chập chờn, nội tâm chấn động mãnh liệt không thôi, cực kính đang đế cảm thấy nguy hiểm, quát lên, nguy hiểm. Đều đi. Hắn đi đầu hóa thành một vệt sáng, xông ra 18 căn thạch trụ phạm vi, những võ giả khác cũng đều như bách điểu ném trừng nhao nhao lướt đi, ầm ầm. Cuối cùng khoáng đạt bảo điện rơi xuống, cùng 18 căn thạch trụ kính kẻ, một mảnh hào quang trùng thiên, liếc nhìn lại, bảo điện rộng rãi, giống như trong truyền thuyết tiên cung, đồng thời, trên bảo điện hào quang cũng dần dần tiêu tan. Ảm đạm xuống, trước mắt tòa này bảo điện, chất liệu đặc thù, cho người ta mênh mông vô ngần cảm giác, có thế sừng sững ở đen như mực trên đời này, tia sáng tán đi sau đó, không hiểu có một cổ tà ý lạnh lẽo khí tức tràn ngập cung điện này có chút tà môn. Chữ hoa hàng cao mày nói, ha ha, quản nó tà không tà môn, lão phu đi trước cũng. Một đạo thanh âm bá đạo cười to không thôi. Chớp mắt phía dưới liền phóng tới bảo điện cửa vào, long bá thiên. Cực kính đang đế nhất kinh, quát lên, đi. Hắn vượt lên trước bên trên, lóe lên phía dưới liền đuổi đi vào, còn sót lại đám người cũng đều nhao nhao lướt lên, trong nháy mắt lại giống như là rậm rạp chằng chịt như châu chấu, phóng tới bảo điện chỗ, tần trần cùng giao càng không tự nhiên cũng phóng lên trời. Theo sát phía sau, trong chốc lát, toàn bộ cường giả đều bay vào trong bảo điện, tần trần mắt sáng lên, lại phát hiện trong bảo điện lại có rất nhiều phân điện, mỗi một cái phân điện đều bộ dáng khác nhau, hết sức kỳ lạ, Long bá thiên bọn người sau khi nhìn thấy sắc mặt nhau nhau âm trầm không thôi, thực lực bọn hắn tối cường, ước gì ở đây chỉ có một bảo điện. Đại gia có thể mỗi người dựa vào thực lực, bảo vật tóm lại sẽ rơi vào trong tay bọn họ, nhưng nếu là thiền điện quá nhiều, tất nhiên sẽ có những người khác nhận được bảo vật, đến lúc đó đang nghĩ đến đến, độ khó liền cao, đáng giận a, à, mấy người hối tiếc không thôi, sớm biết có này chuyện tốt, hẳn là điều động càng nhiều cao thủ đến đây, nơi nào sẽ giống như bây giờ. Giật gấu vá vai, bất quá bọn hắn cũng biết, mấy người bọn họ có thể chạy đến, đã là mượn tự thân thế lực không gian trí bảo duyên cớ, giống khắc đỉnh tim thế lực, chính là có còn kịp nhận được tin tức, tuyệt đại đa số cũng là lấy được tin tức, nhưng lại chưa kịp bắt kịp, thậm chí ngay cả tiến vào tư cách cũng không có, trong lòng tức giận phía dưới, Long Bá Thiên bọn người không nói hai lời liền vọt vào. Đều là chạy về phía cái kia phía trước nhất vài tòa đại điện, còn dư lại rất nhiều võ giả thấy thế nhau nhau xôn xao, giống như là chim thú một dạng tản ra, che khuất bầu trời hướng về bốn phía khác thiền điện lao đi, rất nhiều người vẫn có tự biết rõ, nhìn thấy chen chút người đi phía trước nhất vài tòa đại điện, không ít người thì cũng là bay về phía bốn phía một chút vắng vẻ cung điện lầu cát. Hy vọng có thể nhặt chút tiện nghi, thậm chí ngay cả thiên lôi thành một chút đỉnh cấp cao thủ cũng đều lẫn nhau tách ra, có ít người nhìn thấy long bá thiên bọn người tiến vào cái nào đó đại điện sau đó, lập tức chuyển biến phương hướng, không muốn cùng những thứ này đại thế lực đỉnh cấp những cao thủ xung đột, tần trần thấy thế, cũng không có vội vã phóng tới long bá thiên bọn người chỗ ở phía trước nhất mấy cái đại điện hắn đối với chỗ này hiểu rõ so với người bình thường muốn nhiều biết rõ nơi đây chính là phong ấn thiên giới biên cao thủ ma tộc chỗ phía sau bị dị cao thủ ma tộc xâm nhập qua bên trong tuyệt không phải những người khác tưởng tượng tốt đẹp như vậy nhưng mà cũng không bài trừ bên trong đích xác có đồ tốt tần trần trầm tư một chút làm ra quyết định lúc này hướng về bốn phía một chút hơi hùng vĩ thiền điện bay đi đồng thời tầng trần tế ra tầm linh trùng tầm linh trùng tại tầng trần bồi dưỡng phía dưới sớm đã xưa đâu bằng nay vừa xuất hiện liền gật gù đắc ý tại những này trong thiên điện nhìn lại nhìn sau đó tại hai tòa trong thiên điện do dự tới do dự đi cuối cùng vậy mà tập trung vào tòa kia càng thêm xa xa thiền điện lung la lung lay bay đi a à, tầng trần kinh ngạc tầm linh trùng năng lực là tìm kiếm đủ loại bảo vật Hắn vốn cho rằng Tầm Linh Trùng sẽ nhìn chăm chú vào trung ương nhất Long Bá Thiên bọn người vọt vào chủ điện, không nghĩ tới sẽ nhìn chăm chú vào xa xa thiền điện, chẳng lẽ nói cái này nơi xa trong thiên điện bảo vật so với cái này chủ điện còn càng có lực hấp dẫn, giao càng khôn, chúng ta tách ra, ngươi đi cái kia một tòa thiền điện, ta đi tòa này. Cuối cùng, Tần Trần lựa chọn tin tưởng Tầm Linh Trùng. Mà Tầm Linh Trùng cuối cùng tại hai tòa thiền điện ở giữa do dự, Tần Trần quyết định thật nhanh cùng giao càng không tách ra lẫn nhau tách ra đi tới cái này hai tòa thiền điện nếu là cái này hai tòa trong thiên điện thật có bảo vật có thể hay không có thể để cho người khác cho đoạt mất giao càng không cũng không do dự đáp ứng một tiếng lập tức phóng tới video đến đây là hết cảm ơn bạn đã xem hết video thấy hay nhớ cho mình xin một like một lượt đăng ký